Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Nhà bữa hôm nay nhà mới về được một con đài cassette với mã model là Sony CFS110S, dạ, còn gọi là Sony 3 cái gạch. Ngoại hình thì máy còn tương đối đẹp, dạ, đặc biệt là hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Chất âm thì dòng này nghe rất là hay, dạ. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết từng góc cạnh của máy, dạ. Đây là phần loa bên trái và phía trên của máy. Còn khá đẹp, không có bị xước xa hay bị xước mẹ gì hết nha. Đây là phần thân máy nha. Đây là Sony CFS110S nha. Để gọi ba cái gậy ở đây. Cái phim cơ của rất là đẹp nha. Máy thì có chạy nhẹ chỗ này nha. Còn lại rất là đẹp. Đây cái mặt đài, cái vân chữ này còn rất là sáng nha. Đây, vâng, đây là phía sau của máy. Dây loa này, dây loa zin theo máy luôn nhỉ. Dây loa zin. Thì máy đa dòng điện nhưng bên em đang để chế độ 220V cho dễ sử dụng nha. Đây là tem cũng như thông số của máy, đây là điện 110, 120, 220 và 240. Đa dòng điện luôn nhỉ. Và nguồn điện DC là 9V. Vâng, máy có tính năng như sau. Thứ nhất là phần radio của máy. Radio của máy thì là 108 luôn, dạ. Bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Chúng ta chọn hát chế độ nào thì chúng ta để chế độ đó. Thì đây là tab, hai trên đây là radio. Và cần chọn AM và AM ở đây. Cái nút là nút tuning để mình dò đài. Thì máy có 5 cần chỉnh equalizer hoạt động rất là tốt, dạ. Chỉnh chép, mic và bass, dạ. Đây là nút ba lăng, cân bằng loa trái và loa phải. Khi chúng ta để ở giữa thì hát đều hai loa. Đây là nút volume tổng của máy. Đặc biệt là dòng Sony CFS110S thì có cái chế độ auto reverb đảo chiều rất là hay. Nút auto reverb đảo chiều ở đây. Các phim cơ là phần răng chìa, dạ, rất là thuận tiện và đẹp. Để giờ em test lại một đoạn nhạc của nam ca sĩ Trường Vũ, dạ. Em chọn chế độ tab và anh chỉ bấm play. Tiếng rất là sáng, dạ. Bề xe ra lạnh rừng sâu, anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Qua bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi, hiểu được anh, đây miền rừng xanh bụi vương áo lên. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành vùi chôn quả lập chữ tình. Gần hơn anh em nhé, mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không u sầu, dặn dò em chỉ đôi câu. Từ cà phê sẽ viết gửi về em, riêng tặng người yêu nụ hôn thương mến. Mai anh về kể chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đêm thank you.
tôi tới tôi lúa rất ngọt ngào vậy. Bấm play tiếp tục. Còn đừng giận hơn anh em nhé. Mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không bác ơi. Giận do em chỉ đôi câu. Năm cái này hoạt động rất là tốt vậy. Từ KBC viết gửi về, riêng tặng người yêu nụ hôn thương mê. Chưa, em test cái phần radio của máy vậy, phần băng cassette này hát rất là tốt đây vậy. Để tôi đi, em gạt lên trên đây. FM. Nói lời cảm ơn tất cả khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình này, chương trình Rock on the Radio, và xin nói lời chào tạm biệt quý vị. From Three Ships, this edition of Classics on the Air has come to an end. Tune in to 104. Đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dạ vâng, máy hoạt động hoàn hảo tất cả chức năng rồi dạ. Quý vị nếu có nhu cầu sử dụng liên lạc em qua số điện thoại 0938303454. Đạt Gò Vấp rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên audio Đạt Gò Vấp sớm nhất có thể dạ. Bây giờ em kết thúc cái phần video trình bày ở đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.